Anh em chào các bác, thì tiếp tục là em test con Men Luxix Pro V3000 gửi cho bác khách ở An Giang anh em nhé. Thì đây là con Men mà em về tối hôm qua cùng với con CB1000. Thì con V3000 có chủ về An Giang và con 1000 sẽ có chủ về Sóc Trăng. Thì đây là em đã mở sẵn những con ốc của nó rồi và em sẽ mời anh em xem nội thất nó đến như mức nào. Và cái độ mạnh của nó thì con này nó có công suất là 440W cho 8 ôm anh em nha, rất là khủng. Và em này có phía sau nó có thể gạt qua làm một con đánh súp được, có nút gạt chuyên đánh súp được luôn, chỉnh tần số luôn. Đấy, rất là đẹp, con này còn khá là đẹp anh em nha, rất đẹp luôn. Đây, sau đít là còn mới rời luôn. Đây anh em thấy ha, hai quạt tản nhiệt nha, dây cắm đầu vào 6 ly và 3 lăng này. Đầu ra là bắp chuối và cái lỗ em đang đấu, anh em thấy không, đang đấu bằng cặp dây lo đứt anh em tặng anh em đấy. Đó, máy rất là đẹp ha. Đây, nó nằm phía dưới ha. Công suất tiêu thụ điện nó lên đến 1500W anh em. Nó hơi cháy nha, bị ánh sáng anh em nha. Đó, 1500W ha. Còn 8 ohm anh em thấy dưới là 440W này. Cũng 440W cho 8 ohm anh em thấy không, rất là khủng. Và điện là 100V anh em nha, điện 100V hàng Nhật. Và con này được sản xuất tại Nhật anh em. Rồi, em mở nắp ra nha. Nắp rất đẹp luôn. Cũng có vết lông mèo nhỏ nhưng mà không đáng kể, mình bỏ qua được nè, vì nó là hàng bãi mà. Đó. Đây là nội thất rất là gấu của em nó. Thì đây là tăng phô xuyến, con này phòng khoảng 20A. Nhá. Và em này được sử dụng sò Toshiba màu đen. Toshiba đen hết thì nó rất là mạnh. Cái thứ nhất, cái thứ hai là em này sử dụng một vế, nó là 12 sò, hai vế là tổng cộng 24 sò Toshiba. Bo mạch đây, còn rất đẹp. Nha. Và em này thì sử dụng cặp tụ lực nguồn rất là gấu hơn con 1000 một chút, đó là tới 10.000 microfarad 100V. Đấy anh em, các bo mạch dày đặc nha. Đấy, rất đẹp. Cục gan rất đẹp. Ha. Thoải mái cho anh em chơi. Và hôm nay thì em ghép nó cùng với đôi loa full bass 30 nha. Của JBL. Loa full bass 30 để cho anh em cảm nhận được là cái chất của nó đánh những đôi loa này rất là tốt. Và anh em có thể ghép hai đôi loa, ví dụ nhà chúng ta chơi bình dân thì chúng ta chơi hai đôi loa Boss này, hoặc đôi một sạc Queen Vega bass 40 một đôi nữa là rất là ok. Và anh em lưu ý, nếu mà sạc Queen Vega mà dòng 4 ohm thì anh em chỉ nên đấu một cặp thôi, vì 4 ohm nó sẽ hạ cái trị số xuống. Anh đấu hai cặp phải đấu nó tiếp thì nó càng ok, hai cặp 4 ohm đấu thành 8 ohm rất là ok, đánh xì khói luôn lo là mà chưa nghe nó đâu nè. Thật ra con sạc Queen Vega mà ví dụ em DX9 đi, để 400W ha. Cái cũ nó có nhiêu đây thôi anh em, con nó cũng có nhiêu đây à, nó không có cửa gì mấy con để 100W đâu. Nó là tổng hợp các lo, nó gấu nó xét nó giữ thôi chứ nó không có giữ như mấy con Pioneer đâu. Đó, em thấy rất đẹp nha. Đây. Rồi, riêng là em đang chỉ đánh là một cặp full thôi, không có đánh súp nha. Men súp em đang tắt rồi. Rồi, mở anh em nghe nha. Đây, chưa có mở lớn cái này lên nè, mới có nửa ga nha. Nếu chiều nay lỡ hẹn không về thì xuân năm nay xuân sẽ buồn hơn mấy buổi mai già. Mặc xuân quên mặc áo mới, hẹn hò xa xưa còn quên đó. Em đánh à, tắt là tắt hết nha, chứ không có đánh súp kèm đây anh em nghe tiếng bass rất là phê nha. Đó, đánh full không đấy. Mình lên súp nó là tuyệt vời luôn. Đấy không? Lên nè. Volume em đã ém ở trên kia rồi anh em nhé. Em ém trên vang rồi.
nếu chiều nay lỡ hẹn không về. Đánh có cặp full bát 30 thì anh em cứ ngỡ là đánh thêm một con súp đi anh em. À, thật ra là em chưa có đánh súp trong đây nha. Đấy, rất là ok nha. Và bây giờ em sẽ tiến hành ráp lại và đóng gói để gửi cho bác khách ở An Giang nha. Rồi, xin cảm ơn em. Thì em còn chuẩn bị về mấy con Aquafay Rồ 2 rồi Rồ 15 ha. Về phục vụ anh em chơi gia đình rất là tốt nha. Rồi, cảm ơn em rất nhiều ạ.